Hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu tiếp sang một cái phần gọi là action ở trong Photoshop. Thì action nó là cái gì và nó giúp chúng ta làm được cái gì? Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét vấn đề này. Để gọi action thì chúng ta vào trong Windows. Trong Windows này thì chúng ta tìm tới cái phần action hay là nhấn phím tắt của nó là Alt F9. Khi chúng ta nhấn Alt F9 thì chúng ta sẽ gọi được một cái bảng action ra như thế này. Có thể có rất là nhiều action đang mở như thế này, nhưng mà nếu như lần đầu tiên các bạn mở thì thực tế nó sẽ chỉ cho các bạn một cái như này thôi, đó là cái default action, một cặp chứa rất là nhiều cái action. Và khi tôi bấm cái mũi tên, tôi sổ nó xuống thì nó cung cấp cho chúng ta một số các cái action được mang tính giới thiệu mỗi thứ một tí để xem cái khả năng cái action này nó giúp chúng ta làm được cái gì. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta cũng phải giải thích một chút action nó là cái gì. Thì action nó là một cái dạng kịch bản mà chúng ta có thể là cho nó chạy theo. Đấy. Tức là làm cái gì trước, làm cái gì sau, bằng công cụ nào, tham số ra làm sao. Thì cái action này nó ở đâu ra? Thực ra nó là một cái quá trình mà ghi lại cái bước làm việc của một ai đó. Và người ta cứ làm và người ta sẽ cho hệ thống ghi chép lại các cái bước mà thực hiện, cộng với lại các tham số, cộng với lại những cái tùy chọn. Và sau khi mà chúng ta đã hoàn thành một action thì chúng ta có thể dựa trên cái kịch bản đó để chúng ta cho nó chạy trên những cái ảnh khác nhau. Nhưng mà nó sẽ giúp chúng ta tạo ra những cái kết quả nó rất là chuyên nghiệp, rất là đẹp mà nó không mất nhiều thời gian. Thế thì các cái action này thì cách làm thì nó rất là đơn giản như sau, cách thực hiện nó rất là đơn giản như sau. Chúng ta có thể quan sát ở trong cái cửa sổ action này thì chúng ta sẽ thấy có tên này. Khi chúng ta chọn một cái action thì để ý xuống dưới phía dưới của cái panel action này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có một số các icon, một số các biểu tượng, có cái thì quen thuộc, có cái thì có vẻ mới. Ví dụ như là cái thùng rác này, hay là cái trang giấy trắng này, hay là cái cặp này, thì là những cái thứ mà chúng ta có vẻ cũng quen thuộc rồi, cũng đã giới thiệu trong các cái panel khác. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy là có nút play này, nút record này và nút stop, thì là nó giống như là một cái đầu phát ở trong một cái thiết bị nào đó. Thế thì bây giờ để chạy thì chúng ta chỉ đơn giản là chọn cái tên của action, sau đó thì bấm play. Về mặt nguyên tắc là nó sẽ chạy và chúng ta sẽ nhận được một kết quả rất là tự động mà không cần phải can thiệp. Tuy nhiên trong một vài cái action thì người ta sẽ có một số các yêu cầu mang tính tối thiểu cần phải thực hiện trước thì action nó mới chạy, mới có kết quả. Thì để hiểu cái này thì chúng ta sẽ thấy là cái nào mà nó sẽ có yêu cầu gọi là cần và đủ thì nó sẽ đưa ra cái yêu cầu đó theo cái dạng là chú thích nằm ngay cạnh tên. Có nghĩa là các bạn nhìn thấy cái đầu tiên là vignette chẳng hạn, đóng mở hoặc selection, có nghĩa là nó yêu cầu chúng ta cần phải có một cái vùng chọn trước khi mà cho action này chạy. Thế thì bây giờ tôi sẽ tạo ra một action, tôi sẽ cho nó chạy bằng cách là tôi vẽ ra một cái vùng chọn, tôi đặt vào cái khu vực mà tôi muốn nó chạy. Sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện như sau: chọn tên và chúng ta bấm play. Kết quả còn lại là đều là do nó xử lý thôi. Tất nhiên là trong một vài trường hợp nó sẽ yêu cầu chúng ta xác nhận thêm một số các cái tham số, nhập OK và cuối cùng chúng ta sẽ nhận được kết quả như thế này. Nó sẽ cắt cúp, nó sẽ làm biên cho chúng ta ra một cái dấu hiệu vignette, nó giống như là một cái ảnh đã được cắt cúp. Những cái trường hợp như thế này các bạn thấy rất là nhiều ở trong những phim ảnh mà nó mang tính hơi cổ điển một tí, đúng không? Sẽ có rất những cái người ta mang những cái dây chuyền, trong đó có những cái mặt mà có thể chứa được ảnh, và thường là cất ảnh bố mẹ, anh chị em, người yêu gì đó trong cái mặt đó. Tôn giáo thì chúng ta gặp là ảnh chúa, ảnh đấng nọ đấng kia treo toàn thân ở trước ngực ấy. Thì đại loại là sẽ giúp chúng ta làm những cái kiểu hình ảnh như thế này, hay là phức tạp hơn một chút, hay là một dạng khác chẳng hạn, thì chúng ta có thể chạy thử cái này. Ví dụ như là Boost Frame này. Đây, kết quả. Các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta nhận được cái gì? Một cái khung
ảnh rất là đẹp, chất liệu gỗ và nó gần như là tự tạo. Chúng ta chỉ việc bấm xác nhận là có bị chạy hay không thôi, và chúng ta phải làm gì nó không ngoài cái việc là chọn bấm. Thế thì action thông qua một vài cái như thế, chúng ta sẽ thấy rằng là nó tạo ra những cái sản phẩm hết sức là chuyên nghiệp, và nó không bắt chúng ta phải làm gì nhiều ngoài cái việc là lựa chọn. Đây, chúng ta xem tiếp đến một trường hợp khác, ví dụ như là Cascada thì đóng mở ngoặc thì nó yêu cầu là phải có chữ trước, gõ chữ trước. Bây giờ chúng ta sẽ nhập một cái chữ gì đó vào đây. Ví dụ có chữ Shadow. Bây giờ tôi bấm vào cái Shadow này, tôi cho nó chặn play. Đây, bóng đục nó sẽ tạo ra theo cái chữ đó. Hoặc chúng ta có thể xem thêm một cái trường hợp khác. Ví dụ như là chúng ta lại chọn một cái action khác đi, chẳng hạn như là water reflection chẳng hạn. Này, cho chặn thì đây, phóng lớn lên. Ngoài cái việc đổ bóng ra thì nó còn tạo ra một cái độ rung trông giống như là dưới mặt nước nó đang rung rinh, thì bóng đổ nó cũng sẽ rung rinh theo, ví dụ như thế. Thì các bạn thấy rằng là cái tính ứng dụng của cái action này là cực kỳ cao luôn, tức là nó cho ra những cái sản phẩm, nó cho ra những kết quả mà nó rất là chuyên nghiệp, nó rất là đến nơi đến chốn, và người sử dụng thì có thể là không cần biết cái gì về Photoshop ngoài cái việc mà được hướng dẫn là chạy một cái action như thế nào. Đấy. Thế thì có cần thiết dùng cái action này hay không? Đấy, và nó sẽ giúp chúng ta làm cái gì thì chúng ta cùng nhau xem. Ở mức độ thấp thì giống như tôi vừa nói, có nghĩa là chúng ta có thể biết một ít, có thể biết nhiều hơn, hoặc là cũng có thể không biết cái gì. Đấy, ngoài cái việc là đóng mở chương trình rồi thì biết, gọi cái action ra rồi thì cho nó chạy, thì nó cũng có thể tạo ra được. Nếu mà được hướng dẫn, một người siêu gà mờ cũng có thể tạo ra những cái sản phẩm mà trông nó rất là chuyên nghiệp. Đấy. Thì action nó giúp chúng ta ở mức độ thấp thì nó sẽ là như thế. Tức là chỉ chú trọng đến kết quả mà không cần biết là nó được làm ra như thế nào. Cũng rất giống như là chúng ta làm một số các cái chỉnh sửa ảnh gì đó ở trong một vài ứng dụng mà các bạn vẫn thấy ở trên các thiết bị di động, trên điện thoại. Có thể các bạn chỉnh sửa tông màu, các bạn làm nó tươi, làm nó xỉn, làm nó thành ảnh cũ, tất cả đều chỉ bằng cái việc là chọn preset, sau đó có thể ấn chọn và ok nhận kết quả. Còn nó thực hiện ra sao thì chúng ta không hề biết là nó làm như thế nào. Đấy. Thế thì action thì nó không đơn giản như thế, chúng ta có thể làm ở nhiều cách khác nhau. Ví dụ tôi có một cái yêu cầu cao hơn một chút chẳng hạn, thì thay vì việc là chúng ta nhắm mắt nhắm mũi ấn một cái ấn play cho một cái action nó chặn, thì tôi và các bạn làm lúc nào cũng ra một kết quả giống hệt nhau đó. Thế bây giờ ở một mức độ cao hơn thì chúng ta sẽ đặt ra vấn đề là tôi muốn làm cho ra một sản phẩm trông nó cũng rất là ổn, nhưng mà tôi muốn là có cái sự tùy biến, có một cái sự cá nhân hóa trong cái kết quả đó. Tôi làm khác, bạn làm khác, mặc dù nó trên một cái nền tảng giống nhau, nhưng mà mình muốn là nó biến đổi đi để có những cái dấu ấn khác khi mà mình làm với những người khác. Thế thì để thực hiện cái việc này thì chúng ta cần phải can thiệp được vào trong cái quá trình làm việc. Ví dụ như các bạn thấy là có những cái lệnh mà nó sẽ yêu cầu chúng ta phải xác nhận một cái gì đó, chẳng hạn như là cái action này chẳng hạn, đó cái vignette này, thì các bạn sẽ thấy rằng ngoài cái việc là tôi và các bạn tạo ra một vùng chọn đó để cho nó chặn, thì trong quá trình chặn chúng ta còn thấy cái gì, nó hiện ra một cái bảng và nó yêu cầu chúng ta thiết lập một tham số. Tham số 5 này là tham số mặc định nó đang dùng, nhưng cũng có thể chúng ta đưa vào đây là 50 rồi chẳng hạn, thì xem nó ra cái gì. Đấy. Kết quả 50 trông nó có vẻ khác đi, đúng không? Nó mờ ảo hơn, trông nó có vẻ là có một cái gì đó nó trông nó hơi hơi hơi
hơi thần tiên, nó hơi bảng lạc một tí, không 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 rõ rệt như là cái tham số 5. 5 thì nó rất sắc, nó mềm biên một chút thôi, nhưng mà nó có những cái mà chúng ta thấy là nó vẫn có ranh giới, vẫn có thể nhận được. Nhưng mà khi tôi đổi cái tham số này thì rõ ràng kết quả nó khác. Thế thì cái việc mà chúng ta làm cũng sẽ mang tính chất như thế. Thì bằng cách nào đó chúng ta sẽ tìm ra được cái điểm mấu chốt tác động tới kết quả của cái action này, mà chúng ta sẽ bắt nó phải dừng lại ở điểm đó và cho phép chúng ta can thiệp vào tham số để biến đổi, cá nhân hóa kết quả đi. Thì trong cái cách làm như thế này thì action thì nó có rất là nhiều. Một mặt thì tôi giới thiệu, và sau đó thì các bạn nên mở một vòng tất cả các action nó ra, sau đó thì cho nó chạy thử để xem là cái kho action này nó cung cấp cho chúng ta những cái gì. Ở một mức độ thấp thì khi mà chúng ta tìm hiểu những cái action đó, chúng ta cũng sẽ biết được là nó cung cấp cho chúng ta những khả năng ra làm sao. Và trong trường hợp mà chúng ta có một cái nhu cầu của nó mà cũng gần giống như là những cái action được cung cấp, thì chỉ cần là chúng ta biết là có cái đấy đáp ứng được yêu cầu và tìm nó ở đâu là chúng ta có thể lôi ra, chúng ta cho chạy ngay. Thế còn ở mức độ cao hơn thì chúng ta muốn cá nhân hóa nó đi. Tức là ví dụ như là bây giờ thay vì làm việc với cái default action, tôi mở thử một cái khác. Chẳng hạn như là tôi tìm tới một cái frame chẳng hạn. Tôi sẽ mở ra, và lúc này các bạn sẽ thấy có một cái cặp mới tên là frame, chứa các action liên quan tới khung thiết các thứ cho cái bức ảnh. Bây giờ tôi sẽ cho nó chạy như sau. Giả cái ảnh về gốc, đúng không? Function F12 hoặc là F12. Sau đó thì tôi mở cái frame này ra và tôi bắt đầu chọn thử một cái. Thì các bạn lưu ý như thế này, chúng ta thấy là nó có một vài cái action được cung cấp ở đây, và nó có điểm gì khác biệt? Các bạn có nhìn ra cái điểm gì khác biệt không ạ? Ngoài cái tích V này thì nó còn có một cái ô trống ở phía bên này, và không phải cái nào nó cũng được đánh dấu trắng trắng ở đây đấy. Và ví dụ như cái vignette này chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng là lúc chạy thì nó có đưa ra một cuộc thoại yêu cầu chúng ta nhập cái tham số feather vào đấy. Thế thì bây giờ rõ ràng là khi mà một cái mà nó có bước dừng lại và cho phép chúng ta can thiệp ra giảm tham số, thì nó sẽ có cái đánh dấu này. Và đánh dấu vào đâu thì chúng ta sổ danh sách xuống, chúng ta tìm thử xem là chỗ nào thì nó đánh dấu, thì có đúng là chỗ đấy là nó dừng lại và nó mở ra, nó yêu cầu chúng ta nhập tham số hay không. Thì nguyên tắc là gì? Muốn can thiệp thì chúng ta phải đánh dấu vào đúng được cái điểm mà quan trọng nhất, cái điểm mà việc thay thế tham số nó sẽ dẫn tới cái sự khác biệt về kết quả. Thế thì tất nhiên là nếu mà ngồi mò từng bước một thì chúng ta có thể làm được bằng cách là gì? Bấm vào từng cái, đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ mở ra, chúng ta xem là nó diễn giải là bước này nó làm cái gì. Hoặc đơn giản hơn là tôi sẽ bấm hết vào từng bước, nó chạy đến đâu, nó làm đến đâu, thì nó sẽ cứ dừng lại cho chúng ta xem từng bước một với các tham số, cách làm như thế nào. Tất nhiên không phải bước nào cũng có thể đánh dấu, nhưng cách như thế thì nó rất là mất thời giờ, và tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cách mà nó mang cái tính tổng quan thôi. Có thể nó không đúng hoàn toàn 100% trong mọi trường hợp, nhưng về mặt nguyên tắc thì đấy là cái đầu mối luận để mà chúng ta có thể là tìm tòi được. Ví dụ như đây, tôi chạy thử một cái này, wireframe chẳng hạn, bấm chạy. Đây, kết quả chúng ta nhận được một cái ảnh mà nó cắt nét rất giống những cái ảnh cổ điển cách đây những cái năm độ khoảng 60, đúng không? Năm 60-70. Thế bạn sẽ thấy là về giờ album gia đình của các người lớn tuổi, của ông bà, của các bác, thì có thể là chúng ta sẽ tìm thấy những cái ảnh rất cổ điển như thế này. Thường là giấy ảnh lụa, mặt sần, và hay có cái trò cắt mép ở đây. Thế thì đây là một cái. Thế bây giờ tôi muốn thử can thiệp để tôi làm nào. Về mặt nguyên tắc thì nó sẽ sử dụng những cái trong một đại đa số trường hợp thì nó sẽ sử dụng cái, ví dụ trong frame này chẳng hạn, nó hay sử dụng các cái tham số vùng chọn, hoặc là ở một mức độ khác là nó sẽ sử dụng các bộ lọc. Mà bộ lọc thì nó có tên của nó, bộ lọc chính là cái filter ấy, thì nó sẽ có tên của nó. Và do đó thì tôi chỉ cần là tìm, mà trong này quy tắc chung tôi sẽ giới thiệu đó là
các bạn cứ mở cái action ra, xem cái tên chính của nó là cái gì, và nếu mà các bạn tìm thấy một cái từ nào ở phía dưới này mà nó trùng hợp với lại cái tên được đặt ở trên action thì các bạn đánh dấu vào đấy cho tôi. Đấy chính là cái điểm chốt sẽ tạo ra cái sự khác biệt ở trong cái quả. Và bây giờ chúng ta nhấn function M12 chẳng hạn, và tôi sẽ mở thử cái wireframe rồi ra. Bây giờ tôi sẽ tìm tới cái dòng nào mà nó có tên ở đây. Tôi tìm thấy một cái tên được đánh dấu bước này là wave, giống như là cái tên của cái action này. Và sau đó thì tôi đánh dấu thử vào đây, xem nó có chạy đúng tên đó thì nó sẽ dừng và nó sẽ cho chúng ta can thiệp vào cái quá trình quan trọng nhất hay không. Đây, chúng ta bấm chặn này. Đến đây bây giờ chúng ta thử nha, kéo này. Ok, bây giờ Khoan nói đến đẹp hay xấu, xem có đúng là chúng ta kết chúng ta can thiệp được đúng một kết quả hay không. Đây, kết quả ok, có vẻ như là đúng rồi, có vẻ như là chúng ta can thiệp đúng vào cái bước quan trọng nhất. Thế còn cái này nó đẹp hay chưa, tạm gác sang một bên, cái điều quan trọng nhất là chúng ta biết cái cách gọi là dò tìm cái điểm chốt của một action là nằm ở đâu để chúng ta can thiệp vào, chúng ta ra giảm tham số làm cho khác kết quả đi. Cũng tương tự như vậy, nếu như bây giờ tôi thử nghiệm cái trường hợp thứ hai trong action này, ví dụ như cái wireframe vừa rồi chúng ta vừa thử, bây giờ tôi lại làm thêm một cái là cái ripple frame chẳng hạn, thì đánh dấu mở nó ra, sau đó thì cũng tìm xuống dưới này xem có cái tên nào giống như là cái tên của cái action này không. Đây, tôi tìm thấy một cái chữ ripple giống như cái chữ ripple trên cái tên của cái action này, và do đó tôi cũng đánh dấu thử vào đây, sau đó thì tôi cũng cho cái ripple này chạy thử. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thử nghiệm như sau. Đây, chúng ta sẽ nhìn thấy cái map của cái ảnh được xử lý như thế này, và bằng cách là gia giảm các tham số, tôi làm cho nó biến dạng đi, thay đổi kết quả đi. Ok, thì tôi sẽ có những cái map ảnh được cắt được đúng như thế này. Như vậy là chúng ta đã biết thêm một cách nào đó để mà chúng ta can thiệp vào một bước quan trọng nhất của cái action. Cái bước đó nó sẽ quyết định cái sự khác biệt trong kết quả khi mà nó trả sản phẩm cho chúng ta. Thì đấy là cái cách mà chúng ta thử nghiệm để chúng ta can thiệp vào cái action đó. Thế còn ở mức độ cao hơn là gì? Đó là học tập, đúng không? Học tập cái bước làm, cách làm, tư duy làm, tại sao họ làm ra được cái đó, và để làm ra được cái đó thì họ phải sử dụng cái cách làm như thế nào, tham số bao nhiêu, làm cái gì trước, làm cái gì sau, và dùng đến những cái lệnh nào. Thì thực ra thì cái này hoàn toàn có thể mò được, có thể xem được, bởi vì khi mà tôi mở ra một cái bước như thế này thì cứ lần lượt từng bước một chúng ta xem đây là nó trải qua bước đầu tiên là make snapshot này, còn vớt mốt này, make snapshot còn nhớ là cái gì không ạ? Liên quan tới cái history, khi mà chúng ta sợ rằng là nó sẽ quá một bước nào đó mà không lui lại được, thì cái snapshot này chính là cái mà chụp thêm để lưu lại một trạng thái, đề phòng cái trường hợp mà chúng ta quá cái bước mà history nó có thể cho phép undo. Đấy, nhớ được chưa ạ? Rồi convert mode thì rõ ràng là nó sẽ yêu cầu chúng ta gì đấy, chuyển về một cái hệ màu nào đó. Đây, yêu cầu đều là chuyển về RGB. Tất nhiên đôi khi có thể là thừa, tại vì hầu hết các ảnh đều là RGB, nhưng tuy nhiên là sẽ có những cái lệnh, có những thứ mà filter hoặc cái gì đó nó không chạy được với lại cái ảnh CMYK chẳng hạn, thì lúc đó nó sẽ buộc lòng là kiểu gì nó cũng phải đặt ra cái quy tắc là gì đấy, convert to RGB để đảm bảo rằng cái ảnh nó sẽ chạy tốt được. Đấy, stretch selection, đây thiết lập của vùng chọn. Thì ở đây rất là đơn giản, to all tức là nhấn Ctrl A để tạo ra vùng chọn trọng tất, đúng không? Duplicate selection, đấy, nhân bản cái vùng chọn này và đặt tên nó là sharp. Đấy, canvas size,
thiết lập lại kích thước của cái bức ảnh, tăng mỗi chiều lên thành 115%, vân vân. Set selection tool lại chọn hết tất cả, duplicate current layer, nhân bản cái layer này và đặt nó tên là ripple, đúng không? Show current layer. Vâng, thì đấy các bạn sẽ thấy rằng là từng bước một một, nếu mà chúng ta tiến tốt một chút thì hầu như là các bạn có thể mở ra đọc lần theo các bước nó làm, thì chúng ta sẽ gạch đầu dòng lại để cho các bạn biết là người ta làm như thế nào, áp dụng cái gì và từng bước là làm sao để có thể làm ra được cái đó. Chúng ta sẽ đọc nó như là một tư liệu tham khảo để chúng ta biết là một cái sản phẩm mà họ làm ra rất chuyên nghiệp như thế này, thực ra thì làm từng bước và cách làm như sau. Đấy, cứ lần theo từng cái. Thế thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ phân tích từ cái action đó, kịch bản đó, để mà chúng ta hiểu được cái phương pháp luận cũng như là các bước cũng như tham số mà họ áp dụng để họ làm ra sản phẩm chuyên nghiệp. Và nếu như mình đọc được, xem được những cái đó, mình lặp lại thì mình cũng sẽ tự mình tạo ra những cái sản phẩm cũng chuyên nghiệp như thế. Thế thì đấy là cái bước phân tích và học hỏi. Thế còn trong một cái trường hợp cao hơn nữa và xác thực hơn nữa, thì tôi muốn nói tới vấn đề là tự chúng ta có tạo ra được action hay không. Đấy, thì câu trả lời là được, chúng ta có thể tự mình tạo ra action, và cả action này nó ứng dụng, nó sẽ giúp chúng ta làm những cái việc mà cực kỳ sát sườn với lại cái công việc mà chúng ta đang triển khai. Nó sẽ giúp chúng ta là chuẩn hóa cái quy trình làm cũng như tham số làm để ra được những cái kết quả nó luôn luôn là đúng như là chúng ta mong muốn. Thế để tạo ra một action thì chúng ta sẽ làm như sau. Thay vì việc là dùng cái action mẫu của chương trình thì chúng ta sẽ tự mình tạo ra action. Thì đầu tiên là chúng ta nên tạo ra một cặp riêng đã để chứa riêng nó ra, tránh để lẫn lộn action của chúng ta và action mẫu của chương trình. Thì thao tác rất là đơn giản, đó là các bạn bấm vào cái cặp này và đặt tên là my action chẳng hạn. Tất nhiên là không đặt tên cũng chả sao, nó sẽ tự đặt là set 1, set 2. Ok, sau khi tôi đặt ra một cái cặp my action này thì tôi bắt đầu tạo ra các action riêng của mình và sẽ chứa vào trong đó. Thì để tạo ra một action thì rất là đơn giản, tôi sẽ bấm vào cái trang giấy này để create a new action. Đó, create new action. Thì nhưng mà trước hết là chúng ta phải xác nhận thử xem công việc của chúng ta sẽ làm là như thế nào và khi nào thì ứng dụng được cái action đó. Thì tôi chỉ lấy một cái hình dung như thế này thôi. Tạm thời chúng ta cũng đặt ra cái vấn đề gọi là ghê gớm gì, mà chúng ta đặt ra một cái cách là những việc gì chúng ta phải làm lặp đi lặp lại nhiều và những cái gì mà nó khối lượng công việc nó rất là lớn. Đấy, thì chúng ta sẽ cố gắng là viết ra một action phục vụ cho cái nhu cầu đó. Tôi chỉ lấy một cái đơn giản như thế này thôi. Chẳng hạn như là một, chúng ta thiết kế để in và in offset, thì về mặt nguyên tắc cái ảnh đó nó sẽ phải là ảnh CMYK. Đấy, chứ không thể nào mà là cái ảnh RGB được. Và CMYK thì hôm trước chúng ta cũng đã giới thiệu với nhau rằng nếu mà con rút tưng từ RGB sang thành CMYK nó hay dẫn tới cái tình trạng là màu nó bị biến, màu nó bị xỉn chẳng hạn. Thì hôm trước tôi có giới thiệu với các bạn là cái phương pháp là mình sẽ edit profile để mà hạn chế cái việc mà bị biến màu, đúng không? Thế và cái việc đó nó cũng tương đối mất thì giờ. Nếu như bây giờ tôi có một cái yêu cầu là xử lý 100 cái ảnh đưa vào một quyển catalog chẳng hạn, thì bây giờ mình sẽ phải ngồi convert 100 cái ảnh sang thành từ RGB sang thành CMYK. Và rõ ràng tôi lại không muốn sử dụng cái lệnh và bấm một phát mà xong ngay của Photoshop vì nó biến màu. Tôi lại muốn convert profile, nghĩa là tôi phải làm tương đối nhiều việc. Thì thay vì việc là mỗi một ảnh tôi phải ngồi làm một lần, thì bây giờ tôi sẽ viết một action cho nó. Lấy ví dụ như sau. Trước hết là chúng ta xác nhận xong được cái mục tiêu của công việc đã, viết action ra để phục vụ cho việc gì. Sau đó thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn tạo một cái action. Đó. Bây giờ ví dụ như là tôi đặt tên cho nó là convert profile.
ví dụ thế. Và sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào nút lệnh record để bắt đầu ghi lại cái quá trình làm việc của chúng ta. Thế thì chúng ta sẽ làm đúng như những gì mà chúng ta vẫn làm. Ví dụ record này thì bắt đầu các bạn để ý là cái nút ghi, nút tròn tròn đỏ này bắt đầu sáng lên, bắt đầu ghi lại cái quá trình làm việc của chúng ta. Tất nhiên nó cũng giống như cái video capture tôi ghi lại cái bài giảng, mà nó chỉ đơn giản là gạch đầu dòng, bước 1 làm gì, bước 2 làm gì, tham số bao nhiêu hết. Đây, bây giờ chúng ta sẽ xem thử. Edit này, convert to profile này. Ở đây chúng ta sẽ sổ danh sách ra và chúng ta chọn custom CMYK này, nhấp OK xác nhận cái này. Sổ danh sách này ra và chúng ta chọn Toyo in Quartet Web Offset. Sau đó thì ở cái trường Black in Limit chúng ta có thể đẩy tham số về độ khoảng dao động từ 10 cho đến mấy đấy. Ví dụ thế. Sau khi mà chúng ta nhấp OK, OK tiếp thì nó sẽ convert và chúng ta thấy là ảnh của chúng ta bây giờ nó đã trở thành CMYK. Sau đó chúng ta có thể là save as nó ra đâu đó. Ví dụ như là save as nó ra, thôi ra luôn đây đi. Không biết là có đúng cái này không, sợ là nó sẽ trùng. Vậy thì tôi sẽ tạo ra một folder nhé. Sau đó lưu vào đây, chấp nhận các tham số. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đóng nó lại. Nó hỏi có lưu hay không thì chúng ta sẽ không lưu đó. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đóng cái thằng này lại. Đấy, ví dụ thế. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng thực ra cái thao tác của chúng ta nó rất là đơn giản, nhưng mà trong từng bước này thì nó sẽ có một vài cái mà chúng ta thấy là tùy từng bước nó sẽ ghi nhận lại các quá trình mà chúng ta làm. Thế thì bây giờ tôi có một cái ảnh khác mà tôi có thể giải quyết như sau. Ví dụ đây là một cái ảnh, đúng không? Ảnh này CMYK rồi, không cần thế nữa. Tôi lại mở phải tìm một ảnh khác. Ví dụ ra desktop đi, xem có vài cái ảnh. Bây giờ tôi mở được cái ảnh đó, ví dụ ảnh cưới này. Ảnh này là RGB đúng không? Bây giờ thay vì việc là chúng ta phải thực hiện lại tất cả những thứ như thế, thì bây giờ tôi rất là đơn giản, tôi chọn cái convert to profile này, tôi chạy một cái. Nhanh, không thể nhanh hơn được, đúng không? Và đây, chúng ta xem thử mở ra có đúng là nó sẽ là cái đó không. Cái này là nó sẽ nằm ở thư mục data này, 2016 này, email này, và nó sẽ nằm ở trong thư mục này. Đây, ảnh đã nằm trong này rồi, đúng không? Và chúng ta đã có một cái ảnh mà chắc chắn khi mở ra thì nó sẽ là CMYK. Đấy, ví dụ như thế. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái thao tác này nó sẽ giúp chúng ta giải quyết mọi chuyện vô cùng nhanh, thay vì việc từng ảnh một. Một cái ảnh xử lý mất độ khoảng 5 thao tác, thì bây giờ chúng ta mỗi ảnh chúng ta cũng sẽ phải làm 5 thao tác. Thế còn nếu mà phức tạp hơn nữa thì bạn sẽ thấy rằng là nào là mở một ảnh này ra này, chuyển đổi nó thành CMYK này. Nếu mà cao hơn nữa, ví dụ in offset thì nó lại có một yêu cầu nữa là độ phân giải phải là 300 này. Sau đó thì lại in vào trong một cái quyển catalog, sắp xếp vào trong quyển catalog thì nó lại phụ thuộc vào cái kích thước chiều ngang của cái ảnh đó bao nhiêu để đặt vừa vào với lại cái quyển catalog đó. Thế thì chúng ta cứ lần lượt chúng ta làm các bước, mở ra rồi thì convert màu, rồi vào menu email, vào email size, rồi bắt đầu thiết lập lại độ phân giải là 300, rồi ra ngoài rồi lại phải email size thêm một lần nữa để đưa nó về thành một kích thước nào đấy, xong lại xếp lại xác nhận các tham số vân. Thì trung bình một cái thao tác như thế thì các bạn sẽ phải làm nhanh thì là độ khoảng 15 bước, còn nếu mà nhiều hơn thì có thể lên tới độ khoảng 20 bước, tùy theo cái cách làm của bạn nó tắt đến đâu trong thao tác. Thế thì nếu như các bạn cứ tính hình dung một cái ảnh, tôi khoan nói cái thời gian làm nó mất bao nhiêu lâu, nhưng mà chúng ta tính số bước thì bạn cứ tính thử xem một cái thao tác mà trung bình từ 15 đến 20 thao tác
một cái nhiệm vụ mà chúng ta làm trung bình mất từ 15 đến 20 thao tác, thì cứ nhân lên với 10, nhân lên với 20, nhân lên với 100 thì các bạn sẽ thấy rằng là mỗi một cái đó chúng ta sẽ phải nhân lên thành bao nhiêu tổng hoạt động. Cứ liên tục lặp đi lặp lại thì chúng ta sẽ phải làm rất là nhiều các thao tác. Tuy nhiên khi chúng ta viết một cái action rồi thì chúng ta chỉ phải làm duy nhất một lần, đó là cái ảnh mẫu. Sau đó thì cứ nhiệm vụ đó gặp phải thì chúng ta sẽ cho nó chạy cái action. Đây, bây giờ chúng ta sẽ xem thử lại nhé. Tôi sẽ xem thử một chút như thế này. Mở tiếp một ảnh nữa nhé. Bây giờ chúng ta xem là chúng ta làm cái ảnh nào nào. Để ví dụ lấy một ảnh khác, đó, mở ra cho chạy lại cái lệnh này, đặt một lần là xong. Đó, và chúng ta sẽ có cái này. Cái thao tác này thì nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng là viết như thế này thì đã chuẩn chưa? Đúng rồi, tại vì chúng ta lại luôn luôn ghi luôn cả ở trong đấy cái quá trình là tạo ra một cái folder, rồi chúng ta lại yêu cầu rename, rồi chúng ta lại ghi đẹp vào đó. Và trong cái quá trình rename thì nó sẽ có một cái chuyện gọi là nó sẽ xử lý luôn cái folder cũ có cái tên đó. Vậy thì cách viết như thế này là chưa chuẩn, đúng không? Và chúng ta không nên tạo ra cái thao tác là tạo folder vào trong cái quá trình đó, nên chọn một cái folder nào nó có sẵn. Thế bây giờ chúng ta viết lại, làm lại thử một cái kết quả nhé. Đây. Sửa thì nó phức tạp hơn là làm mới lại. Đây, bây giờ chúng ta làm lại thử một cái như thế này. Bây giờ tôi mở một cái nhé. Này, ví dụ một cái này. Chúng ta lại tạo mới này. Đó. Xong. Edit. Convert to profile. Custom. Ok. Sổ danh sách. Chọn. Thiết lập lại. Ok nữa, lưu file save as, trở về thư mục mà chúng ta yêu cầu. Lưu, xác nhận tham số, lưu, đóng lại. Ok, đến đây tôi stop. Bây giờ chúng ta chạy thử một cái ảnh khác xem nó có còn cái tình trạng bị mất đi hay không nhé. Mở một cái này, action 1 này, chạy này. Cái ảnh này có lẽ là nó hơi bị lạc ấy một tí, lạc kiểu một tí, tại vì cái ảnh này là ảnh 16 bit, nó không đúng, nó không cùng chủng loại với bọn kia. Bây giờ lấy thử một ảnh khác nhé, 8 bit thôi. Question 1 này, play này, xong. Ảnh thứ 2 này, play này, xong. Bây giờ mình mở thử xem có đúng là trong thư mục này nó có những cái đấy không. Bây giờ thì có đủ rồi, đó. Thế thì chúng ta cũng đã thấy được luôn là trong quá trình làm có những bước không phải là mình làm nó hoàn hảo, vẫn có những thứ mà chúng ta cần phải điều chỉnh. Thế đến đây thì mọi việc đã trở nên đơn giản hơn rồi, và làm những thao tác này cũng phải nhanh hơn. Tuy nhiên các bạn cứ thử tưởng tượng xem là bây giờ chúng ta làm với 100 cái ảnh thì sẽ như thế nào. 100 cái ảnh thì rõ ràng làm từng cái ảnh một thì rất nhanh, nhưng mà chúng ta cũng vẫn phải ngồi, chúng ta trực chầu trực, và chúng ta sẽ yêu cầu là cái
hết cái này thì chúng ta lại cho chạy cái khác, và rồi lại còn mò 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 dịch dịch dịch, dịch con chuột để bấm vào đúng cái nút play. Vậy thì bây giờ có cách nào làm nhanh hơn không và tiện hơn không? Tôi ví dụ tôi muốn là mở ra độ khoảng chục cái ảnh một lúc để làm xem có khá hơn, khá khẩm hơn không nhé. Ví dụ không cần đến chục, tôi chỉ cần là độ khoảng đây, một loạt ảnh như này. Cái ứng dụng như này nó giống như cái mắt thay đổi kích cỡ. Đúng rồi, đúng rồi. Đây, bây giờ tôi có một loạt này. Thế bây giờ chúng ta nếu mà ấn một cái, tất nhiên là nó sẽ rất là nhanh, đúng không? Nhưng vẫn phải chờ, chờ chạy hết sẽ lại di di chuột lại bấm vào đây. Bây giờ thứ nhất là tôi không muốn là di chuột nữa. Bây giờ làm thế nào để cho nó đơn giản hơn? Thì đây, chúng ta có thể nhấp nút vào đây, nhấp nút vào cái vạch này và nó sẽ mở lại cái action option. Trong này chúng ta sẽ có một cái gọi là function key để giúp chúng ta có thể là gán cái phím tắt cho cái này. F12 thì là trùng với cái lệnh cũ đó là revert rồi, đúng không? Bây giờ chạy F11. Ok, thế thì bây giờ tôi chỉ việc là gì đây, cứ mỗi cái ảnh tôi nhấn F11 một cái. Thay vì việc là di chuột, tại vì di chuột có lúc trúng có lúc trượt. Đấy, thì bây giờ tôi ấn phím thôi, mọi chuyện đơn giản, thêm một bước đó. Bây giờ có cách nào để mà nó nhanh hơn nữa không? À, một lần bấm phím nó phải làm việc độ khoảng 5 cái, 10 cái, thay vì cứ mỗi lần nó hết tôi lại phải ngồi bấm một cái để tăng cái tốc độ làm việc lên, tăng cái khối lượng công việc lên, thì chúng ta lại xem thử, đúng không? Bây giờ ví dụ tôi mở ra đây vài cái. Đây, ví dụ cho mà mấy cái ảnh này. Đây, mấy cái ảnh này, ba cái ảnh mà vừa nãy tôi bảo tôi nói dùng nó để mà ghép cái panorama chẳng hạn. Thế bây giờ tôi muốn là bấm một lần nó chạy cả ba cái này thay vì là bấm ba lần. Có làm được không? Đây, chúng ta sẽ làm như sau. Thực ra tới đây và cả cái quá trình làm xong một cái ảnh thì nó ghi lại từ đây cho đến đây. Đó, không cần biết là bên trong nó chạy bao nhiêu chi tiết. Bây giờ muốn làm một lần mà chạy cả ba, tôi chọn hết như thế này, sau đó kéo thả nó vào trong cái gì đó, trang giấy trắng này để duplicate nó gấp đôi, sau đó kéo thêm một lần nữa, duplicate ra thành gấp ba. Bây giờ tôi sẽ chọn thử này, action 1 đó, bấm một lần function F11 xong. Vậy là tôi tăng tốc độ lên gấp ba. Nếu mà bây giờ tôi muốn là gấp 5 thì tôi nhân lên gấp 5, gấp 10 tôi nhân lên gấp 10, và tôi mở mỗi một lần như thế là một loạt 10 ảnh 1, 10 ảnh 1, nó sẽ chạy một hơi như thế. Việc đấy có tốt không? Có, nhưng mà nó ngược lại thì nó lại có một cái điểm mà nó cũng chối, đó là gì? Chúng ta lại phải ngồi chúng ta nhặt đủ từng cái ảnh mà mình cần. Thứ hai nữa là mở một cái ảnh ra không phải là mở chơi, rõ ràng nó cũng vẫn chiếm dụng một phần bộ nhớ nào đó chứ không phải là nó không chiếm. Và nếu chúng ta mở quá nhiều cái thì máy chúng ta sẽ rất nặng và chạy nó sẽ ẩm ạch. Cách đó không phải là cách hay. Thế thì bây giờ làm cách nào để tôi chỉ muốn là tôi chỉ cho nó biết là ở đây tôi có một folder A, đúng không? Sau đó làm xong ông lưu hết sang folder B cho tôi và tự ông sẽ xử lý tất cả mọi thứ phát sinh có ở trong cái folder A đó. Cuối cùng tôi chỉ cần biết là ông làm xong tự động xử lý hết cái folder này và tôi sẽ chỉ nhận kết quả của đơn vị còn muốn làm thế nào mới làm việc, đúng không? Thế thì bây giờ nó như thế thì nó mới tạo ra được một cái mà chúng ta gọi là tự động hóa ở mức độ cao. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì cái việc đó thì nó lại quay trở về cái vừa nãy chúng ta đã đụng đến, đó là cái automate. Đây, cách làm trước hết là tôi và các bạn sẽ chuẩn bị một số ảnh đã, đúng không? Chúng ta sẽ chuẩn bị một số ảnh nào đó trước đã, sau đó thì chúng ta mới cho nó chạy. Ví dụ tôi lấy mấy cái ảnh này, 1 2 3 4 5 6 7 8, ok, 8 cái ảnh. Bây giờ tôi sẽ lưu nó ra một cái folder nào đó, tại vì lúc này thì chúng ta sẽ làm việc với một folder, thế thôi. Tôi đặt tên cho nó là gốc, đúng không? Bây giờ tôi sẽ tạo thêm một cái ảnh thứ hai, một folder thứ hai, có
có tên là kết quả. Ok, thế trong cái gốc này chính là cái mà chứa các ảnh mà tôi muốn làm, hay nói nôm na rằng là sếp đưa tôi cái thư mục này, hoặc là khách hàng chào tôi cùng cái thư mục này, và cuối cùng là chúng ta sẽ phải xử lý nó ở một mức độ thô nhất định, sau đó chúng ta đưa tiếp vào trong các công việc tiếp theo. Thế thì bây giờ các bạn quan sát cái cách làm nhé. Bây giờ tôi sẽ vào menu file, trong menu file tôi sẽ vào automate, trong automate tôi sẽ chọn lệnh batch xử lý một gói. Đó, thay vì xử lý cái một thì bây giờ tôi sẽ xử lý một gói. Bấm vào đây, chúng ta sẽ chọn, mà rất hay tức là gì đấy, cái thằng batch này nó tự động nó nhận diện được cái set mà chúng ta dùng gần nhất, cũng như là cái action mà chúng ta sử dụng gần nhất, thì cái chúng ta vừa làm, cái chúng ta vừa tạo thì nó chính là cái action 1 đấy rồi. Thế và bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần chỉ cho nó cái suộc, tức là cái folder nào thôi. Thực ra thì nó cho chúng ta có một vài lựa chọn, một là folder này, hai là import này, ba là open file này, bốn là bright, tức là sử dụng cái tiện ích gọi là duyệt và kiểm soát ảnh của Adobe. Thế nhưng trong này thì chúng ta chọn luôn folder là nhanh nhất. Thế còn sau đó thì chúng ta sẽ thứ nhất là xác nhận kiểu làm việc, thứ hai là chỉ cho nó biết là folder nào, thì bấm vào choose này và chúng ta sẽ chỉ ra cho nó địa chỉ. Ví dụ vừa nãy là tôi lưu nó ở trong desktop đúng không ạ? Thì tôi sẽ tìm tới cái thư mục tên là gốc. Ok, thế bên bên này thì chúng ta sẽ có một cái nó gọi là destination. Đấy, destination thì bây giờ chúng ta sẽ cũng chấp nhận là kiểu làm từ folder sang folder, và choose giờ chúng ta sẽ chỉ cho nó biết là cái folder nào đó. Thì cái folder này nó có tên là gì nhỉ? Desktop này, thứ nhất là nó nằm ở desktop này, và nó tên là kết quả. Ok, thế thì có cái điều gì mà nó khác biệt hay không? Tại vì là trong cái quá trình mà chúng ta chạy cái action ấy thì rõ ràng là chúng ta định nghĩa là nó nằm ở trong, vừa nãy là tôi định nghĩa là nó nằm ở trong ổ D hay ổ E gì đó, ở lại trong mấy cái thư mục sâu ở tên của cái folder, nó tên là 123 chứ không phải là tên là kết quả. Thế thì rất may rằng là Photoshop cũng tính đến cái chuyện đó, là nó cho phép chúng ta có một cái đánh dấu ở đây, override action save as comment, tức là nó sẽ cho phép là ghi đè lên và định nghĩa lại địa chỉ mà sẽ nhận cái kết quả cuối cùng đó, chứ không nhất thiết là trong action chúng ta làm như thế nào thì trong cái áp dụng gói này chúng ta sẽ lại phải làm lại cái action một lần nữa thì nó sẽ rất vất vả. Thì tôi sẽ nhấp chọn override action này đấy. Ok, và cuối cùng thì chúng ta làm có mỗi cái thao tác nữa là ok thôi. Ở đây nó sẽ có một cái một vài cái sự lựa chọn đúng không ạ? Ví dụ như ở đây nó cũng có cái là override action open comment, tức là sẽ cho phép chúng ta chọn lại cái cách mở và cái địa chỉ mở vân vân. Đấy, thì thằng này cuối cùng là override action save as, tức là lưu ở đâu. Đấy. Thế và nó có một số các cái tùy chọn nữa, tức là ví dụ như là include on subfolder, tức là cho phép là chỉ cho một folder thì có thể sụp vào cũng xử lý tiếp tục như thế ở trong các cái subfolder, những cái folder con chứa trong folder mẹ. Rồi một số các cái tùy chọn nữa. Tuy nhiên là tôi nghĩ rằng là một số lỗi nó sẽ nằm phát sinh trong quá trình chúng ta làm. Ví dụ như xử lý không tốt thì nó có thể là tạo ra những cái hộp thoại mà nó mở ra bất tử. Cái lý do rất là đơn giản là cái ảnh mà chúng ta sử dụng để chúng ta viết cái action đó là một định dạng, ví dụ ảnh JPEG chẳng hạn, nhưng trong cái thư mục mà chúng ta làm thì nó lại chứa lẫn vào một cái ảnh PNG, một ảnh GIF chẳng hạn. Thì khi mà lưu thì các bạn biết rằng là mỗi một cái định dạng thì nó sẽ có những cái option khác nhau, có những cái thiết lập khác nhau, và khi mà nó không tìm thấy một cái thiết lập, một cái chỉ dẫn thiết lập nào đó mà phù hợp với cái ảnh thì đương nhiên nó sẽ hỏi lại. Máy tính là một cái thứ công cụ rất là mạnh mẽ, rất là chính xác, nhưng nó lại không có cái logic, nói nôm na gọi là logic củ chuối cho con người.
con người có thể loại trừ, có thể ầm à tất cả mọi thứ, bỏ qua rất là nhiều thứ, tại vì họ biết rằng là nó không quan trọng lắm và có thể là bỏ qua. Nhưng mà máy thì nó không thế, máy thì nó cần một câu trả lời chính xác, và nếu mà chúng ta làm việc mà không cẩn thận, chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta viết xong được một cái action và chúng ta cho nó chạy là có thể là chúng ta rung đùi, chúng ta đi làm việc khác, còn chúng ta đi ngủ rồi, và cuối cùng chúng ta chỉ có quay trở về nhận kết quả. Tuy nhiên nếu mà thiết lập mà không cẩn thận thì nó sẽ có những cái thứ mà nó nằm ngoài cái dự tính của chúng ta. Ví dụ máy lỗi, đấy là cái chúng ta không tính được. Mất điện, đấy là cái chúng ta không tính được. Hoặc là những cái mà chúng ta tính được mà chúng ta sót chính là cái dạng gọi là để một mớ tài liệu mà không cùng định dạng với nhau. Thì khi nó bật ra một cái hộp thoại, nó hỏi chúng ta xử cái thằng này như thế nào, đúng không? Mà không có người giải đáp cho nó thì nó cứ đứng đần ở đấy, nó chờ câu hỏi thôi, câu trả lời thôi, cho tới khi nào mà chúng ta hoặc là cancel hoặc là ok, hủy cái phần nó đi, hoặc là thiết lập cho nó, thì lúc đấy nó mới chạy tiếp. Thế thì đấy sẽ là những cái mà chúng ta có thể gặp trong quá trình đấy. Thế và cho nên là một lời khuyên, đó là tốt nhất thì nên làm việc với một cấp độ folder duy nhất, hạn chế việc chui vào subfolder. Mặc dù nó cho phép nhưng mà cái đấy là nó sẽ tồn chứa những cái tiềm ẩn, những cái có thể là nguy cơ đấy. Và cái thứ hai nữa là lọc tài liệu trước khi cho chạy. Khi đã chạy vào action thì tốt nhất là nên chạy với cùng một định dạng này, chứ không nên chạy lẫn lộn, nó sẽ phát sinh những cái khác. Bây giờ chúng ta nhấp ok nhé, xem nó chạy thế nào. Chúng ta đang để cái đang để quá nhiều, đúng không? Bây giờ tôi mở lại cái action ra đã, xem lại. Trước hết là xóa tất cả những cái mà không đáng gì, đúng không? Bây giờ tôi lặp lại cái việc mở action ra. Chúng ta vào window, vào action, mở cái action này ra, và tôi sẽ xóa tất cả những thứ không cần thiết này đi, chỉ để lại cái gốc, tức là chỉ có mấy cái bước này thôi. Và bây giờ chúng ta cho nó chạy lại cái thao tác automate này. Đây, folder choose gốc này, đúng không? Kết quả ok rồi. Đây. 1 2 3 4 5 6 7 Tất nhiên làm lâu hay mau thì còn phụ thuộc vào cái kích thước cái ảnh mà to như bé, thì nó sẽ mất thì giờ nó đọc. Và đây chúng ta xem thử xem có đúng là hai cái này nó giống nhau hay không. Đây view nha, large icon nha. Đây chúng ta có thằng này ảnh, đây extra ra, tức là chúng ta có tổng cộng là 8 cái ảnh ở trong cái thư mục này. Và chúng ta kiểm tra tiếp xem có đúng là cái thư mục kết quả này nó cũng trả chúng ta 8 cái ảnh như thế hay không. Đây, cũng 8 cái ảnh, có nghĩa là chúng ta không phải cần phải đục tay nữa. Đấy. Và trong một trường hợp nào đó, nếu như mà cái logic công việc của chúng ta mà xác định được, thì cứ cái gì mà số lượng nhiều, cứ cái gì mà lặp đi lặp lại nhiều, thì các bạn hãy bỏ thời gian ra, suy nghĩ một chút xem là làm như thế nào để mà mình tự động hóa công việc được. Và sau đó thì mình sẽ áp dụng nó bằng cách là viết ra một action đơn giản. Ví dụ đây này, các bạn nhìn những cái ảnh này trông thì nó cũng ấn tượng, nhưng mà các bạn cứ hình dung chẳng hạn như là chúng ta gặp phải một cái bộ ảnh trong đây chụp vào một cái ngày nào đó mà mưa gió trời sầm sì chẳng hạn, với thời tiết như thế thì chụp nó sẽ không ổn. Thế và về mà muốn cho nó tốt thì chúng ta sẽ phải hiệu chỉnh lại sáng tối hoặc là như thế nào đó. Thế thì ví dụ như là thay vì việc là mình ngồi chỉnh từng cái ảnh một, thì mình có thể viết lại một cái action, những cái tham số như thế này mình chỉnh level như thế nào, hay chỉnh curve như thế nào, hoặc là những cái lệnh brightness contrast như thế nào chẳng hạn, mình cân đối lại, vân vân. Thì nếu như cái logic lý luận thì mình sẽ thấy là ảnh có thể khác nhau, nhưng chụp cùng một thời điểm, chụp cùng một cái trạng thái thời tiết như nhau, thế thì thừa sáng hay thiếu sáng hay là lộn xộn ánh sáng gì đó thì nó sẽ giống nhau. Vậy tất nhiên là chỉnh ảnh mà chuẩn nhất có nghĩa là ngồi chỉnh những cái, nhưng mà cách nào nó cũng có giá của nó cả, đúng không? Muốn vừa nhanh mà lại vừa đẹp thì nó cũng đôi lúc là nó sẽ không được hoàn hảo 100%, nhưng cái giá nó là gì? Thời gian nó rút ngắn và chúng ta phải làm việc ít thôi. Thì chúng ta cũng có thể viết những cái action dạng như thế để
giúp chúng ta là giúp ngắn bớt cái công việc, giúp ngắn bớt thao tác lại. Thì đấy là cái giới thiệu về cái action. Và cái thời gian còn lại thì các bạn nên 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 thử nghiệm bằng cách là vào trong cái cửa sổ action đó, mở từng thư mục ra một xem nó cung cấp cho chúng ta những cái gì. Thực ra có rất nhiều cái rất là thú vị ở trong đó. Để ví dụ các bạn xem thử xem, mình có thể làm được rất nhiều thứ hay ho ở trong đó, chứ không phải là mấy cái vignette thông thường đâu. Ví dụ đây là my action là chúng ta làm nhé. Bây giờ tôi mở thử ra một cái chẳng hạn như là email effect chẳng hạn, xem có cái gì hay nào. Laren chẳng hạn nhé. Đây. Đấy. Đang từ một cái ảnh trông nó trời thì sầm, nhưng bây giờ thì hết qua cơn sầm là mưa đổ xuống rồi. Ví dụ như thế. Đấy. Hoặc là đổi tông màu. Đấy, đây một dạng này thì nó cũng thực ra nó cũng là một những cái preset. Nếu mà trong một cách nào đó chúng ta có thể coi nó là preset oil pastel chẳng hạn. Đấy, biến đổi từ một cái ảnh tương đối rõ thành ra giống như là cái ảnh vẽ bằng phấn màu đó. Hay là chúng ta có thể chọn là quadrants color. Đây, chúng ta sẽ có một cái ảnh mà nó chia ra bốn khu vực màu khác nhau như thế này. Hoặc chúng ta có sepia toning chẳng hạn, chuyển thành một cái ảnh gần như là một tông màu như thế này. Đấy, rất rất nhiều cái mà có thể thú vị chúng ta có thể áp dụng được trong cái công việc và trong cuộc sống một cách rất là chuẩn luôn. Thế thì nên khám phá xem là người ta cung cấp cho chúng ta những cái tài nguyên như thế nào, cái sự trợ giúp như thế nào. Sau đó nếu mà khám phá được cái gì của họ thì khám phá học theo được cái gì của họ thì học từ biến được cái gì từ việc. Thế còn trong công việc của mình thì mình cũng sẽ tự phân tích để mình có thể đưa ra được những cái thứ mà nó hỗ trợ một cách tốt nhất cho công việc của mình. Khi mà đã có được một cái nhận thức về công việc của nó mà tính lặp đi lặp lại số lượng nhiều, là không cần làm nhiều lắm nhưng mà hay phải là đi làm lại, thì mình sẽ cố gắng không được mà bản thân là mình biết là đã chuẩn bị thế. Đấy, thì chính bản thân mình sẽ tự phục vụ một cách tốt hơn. Và khi mình chia sẻ những cái đó thì những cái người mà có cùng cái công việc với những mối bận tâm giống như mình chẳng hạn, họ cũng có thể là được những cái tìm tòi của mình. Ngược lại, mình cũng có thể là mình sẽ nhận được những cái sự chia sẻ passion của những người khác, và nó sẽ đem lại cái hiệu quả tốt hơn là tất cả mọi thứ chúng ta cứ lui chúng ta tất cả mọi thứ đều mọi ngẫm tự làm tự ấy, thì có thể là nó kết quả nó sẽ có cái giới hạn nhất định nào đó.